Xin lỗi quý vị, là thật sự là thí sinh của chúng tôi rất là xúc động, tại vì em vừa hoàn thành xong cái phần thi của mình, một nhạc phẩm mà hình như là muốn gửi đến cho chị Phi Nhung đúng không ạ? Cô ca sĩ Phi Nhung đúng không ạ? Dạ, tại vì em có hứa với chị Hai là hết dịch em về Việt Nam, em chỉ hay làm một cái MV, nhưng mà chị đợi không được. Thôi, giống như em vừa hát trong câu hát đó, cái gì của nó cũng gọi là vô thường mà. Thôi thì chúng ta hãy bỏ quên những chuyện buồn đi. Chiều chiều chim dịch kêu, chiều bâng khuâng chính chiều ruột đau. Đêm nay mưa rơi, mưa buồn đưa tiếng chỉ miên man, câu ca sớt ngọt nơi phố thị. Con gái Bến Tre, cô đi về nơi đâu, ai cũng nhớ nhung thương bộ về nơi đâu. Mưa đêm thôi rơi, sao lòng ta nức nở, thanh âm đâu đây áo gà màu mây thừa. Sao xuyên bên quê bông điên điền trổ hoa, ai nỡ trách ai sao vô tình. Bao giờ sống thay mình đâu, cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nên mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống cho bao người. Tiếng chỉ còn đây, người đâu mất rồi. Thanh âm đâu đây áo cà màu mây thừa. Sao xuyên bên quê bông điên điền trổ hoa, ai nỡ trách ai sao vô tình. Buồn đau, họ
nói xong rồi họ có bao giờ sống hai mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nên mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống cho bao người. Tiếng chỉ còn đây, nhân thế suốt đời còn thương. Tiếng chỉ còn đây, người đâu mất rồi, áo lụa rèm là sinh ly, thế nhân vô thường, nhưng lòng nhân thế suốt đời còn. Anh ngồi đây anh nghe được từ cái tiếng lòng của em, từ cái tâm tư tình cảm của em dành cho khán thính giả, dành cho những người dành cho chị Phi Nhung chẳng hạn. Đó là tất cả những tấm lòng của một người đối với nhau. Anh xin cảm ơn em rất là nhiều. Anh xin dành điểm 10 cho em. Một con người nữa. Ngô Thiên Minh hát cái bài hát này quá tuyệt. Quá tuyệt. Bởi vì đó, chị thấy rõ ràng em khóc. Mà em khóc lúc đó em chị không khóc đâu. Tại vì chị nói Nhung ơi tôi không khóc đâu. Không phải vì hát bài vì bà mà tôi cảm tình mà tôi cho điểm cao. Tôi không đồng ý. Cho nên chị lắng nghe từng câu từng chữ em hát, để cho chị giữ được cái công tâm trong cái lòng của chị. Nhưng mà em hay, thứ nhất cái điều chị nói hay của một người đi thi, em dám chọn một bài mới. Chỉ có cái vớt giữa đó là Bậu ơi đừng khóc thôi, còn toàn bộ là mới. Nhưng mà cái bài mới của em lại lấy được cảm xúc nước mắt của chị từ lúc bài mới mà em nói chị ơi. Em tự ngừng nhạc lại, em hát bằng cả cái tấm lòng của em. Em khóc, ở đây chị cũng khóc. Nhưng cái hay cái thứ hai của em nữa là em giữ được cái giọng hát của em tuy rằng em đang khóc. Cái chuyện đó không có dễ đâu. Bản thân chị với anh Quỳnh nè, trong mà tang lễ của chị Phi Nhung khóc là chị hát lạc giọng luôn đó. Mấy không? Cho nên chị rất là phục em cái điểm thứ hai. Và điểm thứ ba, em sắc bóc đẹp, giọng hát hay, phần biểu diễn trọn vẹn. Cho nên điểm dấu chị không nói, nhưng mà chị rất yêu em. Cảm ơn bà giám khảo rất nhiều ạ.